Bỏ sắt nha cả nhà. Hoàng Giang, Kiên Giang 95924TS. Một chiếc ghe nha, để có làm nghề gì đây. Người đánh ốc nha cả nhà, đánh ốc. Chiếc này có lên bè gió nữa nha. Đang thả ốc nha. Ghe Cà Mau. Ồ, nhảy nguyên con lên. Số mờ quá, thấy chữ Cà Mau thôi. Cành đó đang thảy ốc xuống. Xa xa là ghe cũng có chiếc đánh ốc nữa nha. Ốc đó một con là ba mấy ngàn đó, lợi nhất á. Dài 6-7 mét chuyến này. Ngàn bốn, bốn mét mấy á. Mấy chục thuyền ốc lận nha cả nhà, đẩy suốt vậy đó. Bây giờ là thấy gì quay đó nha, hên xui nha, gắng cố gắng quay nhiều nhiều, về mình ra từng tập vậy đó. Cái mùa dịch rồi hết biết đường rồi.
Hiện giờ 5 giờ chiều rồi, anh lắc tài công tàu cái chuẩn bị cho mũi cào. Cặp này ra nhà nha. Hôm nay từ xưa sẽ quay cách mũi cào của anh lắc cho cả nhà xem. Mỗi tài công đều cách mũi cào khác nhau nha cả nhà. Anh lắc, chào khán giả đi. Rồi, ok anh. Mình chạy khoảng 12 giờ rút đục hả anh lắc? 1:50. À, 1:50 ha. Dạ. Chút nữa tao được xe qua lấy chữ A nha. Tay neo nha. Ở bên đây mấy anh ngư phụ nhỏ nhỏ con không à. Và lanh lắm, lẹ lắm. Miệng cào đây, miệng cào 220m nha. Dài 220m. Vậy là tàu đực sẽ lấy neo nha. Ngư phụ ra để tập trung chuẩn bị vũ cào. Đang tìm địa điểm thích hợp để vũ cào nha cả nhà. Cumin 500, hộp số 9,5 nha, tàu đực. Bên đây lính trẻ trẻ rồi nha, nhanh lắm. Rồi chuẩn bị vũ cào nha. Vô vị trí rồi đó. Vô. Rồi, vô phao đuôi rồi đó. Ở đây lắc cho mũi cào phía bên tay phải. Nhằm tài công thì sẽ cho mũi cào bên tay trái nha. Giờ xuống lòng ống xanh. Rồi chuẩn bị tới kình rồi nha. Rồi đầu vé xuống. Ok. Tàu đực đang qua nha, lấy chữ A.
bị dốt. Kéo chữ A qua nha, tóm vô dây kình. Tới về đầu đảo rồi đó. Lên vậy đó, khi mình đảo cào á nó dễ vô chữ U. Tốc độ hiện tại là 2 lý mấy nha, tới giờ cơm luôn, cơm chiều, cá ba thú kho, cá thú kho. Chuẩn bị anh em tập trung ra ăn cơm nha. Rồi, ăn cơm nha, mời cả nhà ăn cơm nha. Hôm rồi gần tới cuốc vô rồi cho nên là không có đồ tươi gì đó. Giờ ăn đỡ này. Tối nay có món luộc nha. Ba thú kho quyền thoại. Đây gì đó trong bờ là ký 70.000 đó trời. Ba thú này nè. Tươi xanh luôn. Rồi ăn nha quý vị ơi, mời quý vị ăn cơm nha. Tìm cái phao đuôi nha, rút đục nha cả nhà, rút đục. Đây cái phao đuôi đây đó, chớp đó, soạn dây lưỡi gà nha, chuẩn bị. Hồi hộp quá cả nhà ơi.
em được bao nhiêu nha. Có thiết kế nói chung thì khác nhau hoàn toàn đó, không ghe nào giống ghe nào. Chờ xem mấy anh bạn trẻ này làm nha. Rồi lên. Là chân cẩu rồi đó. Rồi, tới áo rồi, tới áo rồi. Một cẩu nữa lên rồi. Chúng ta hãy chờ xem được bao nhiêu nha. Lên, hay là chiếc. Giật độc nha, êm quá, ôi quá cá ơi, nhảy chậm kìa. Rồi chặn lại, chặn lại. Chặn cá nha. Lẹo độc lệ, quất tiếp nữa. Chút nữa coi phần loại mật nha. Cá cơm, cá lạc, cá chỉ. Anh lắc ra kiểm tra. Im không anh lắc? Im phải không? Này có bao nhiêu? Tấn ngoài ha. Rồi giả đầu tiên tấn ngoài. Im quá. Quá cá lạc rồi. Lá quái luôn rồi. Có một lá ha. Có đỏ lồn. Dạ. Chờ xem coi được bao nhiêu. Con cá bự lắm nè. Tôm hả? À, chút làm luôn. Lẹo lại kỹ càng ha. Đẩy xuống quất tiếp. Lên mẻ này thật quá sạch ha.
mũ, cơ mũ. Để đâu? Rồi, thảy đục xuống nha. Thảy phao đuôi xuống. Có ghẹ luôn, ghẹ càng xanh. Maya, Maya. Lên được rất là nhiều cá nha, để mình xem như thế nào nữa, phân loại như thế nào nữa nha, coi mực như thế nào, cả nhà hãy chờ xem ảnh phân loại nha. Rồi, lấy phao lào đảo lên. Đẹp ra làm sao? Để cào tiếp. 6 giờ sáng sẽ lấy cào nữa nha. Chuyền qua bên kia. Cá cơm nè. Cái cơm này ủ nước mắm, cái cơm sấy thì cũng ngon im lắm.
món gì đây. Chút nữa mình chờ xem nha. Nói chung thì giá này thì cũng tạm được nha cả nhà. Sáng mai mới biết được kết quả nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.